coi play-in mà thót tim quá. Gam vô top 8 thì khả năng là chúng ta có quyền được đòi một slot vào thẳng, kết hợp với một cái kết quả tốt vào được vòng trong của MSI năm sau. Thì tới chung kết, nếu như là ok, bây giờ mình vẽ cho các bạn ha. Nếu như Gam vào top 8, sau đó sau đó tới MSI 2024 và đại diện của VSET ở MSI 2024 vào được main event, thì chúng ta sẽ đòi được, gọi là thương thảo với bên phía Riot về câu chuyện là ok, xứng đáng có một slot vào thẳng đó, trong trường hợp mà đạt được hai cái điều kiện mà mình vừa nói. Còn nếu như không đạt được, cúc ăn mày đòi xôi gất, đĩa đòi bám chân voi, lộn chân chân hạt. Các bạn Tùng nhớ tên nha.